Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình thấy rằng ở bản Tekla 2023 thì có một cái điểm mới đã Tekla đã lắng nghe khách hàng phản hồi từ cái version trước, từ version 2020, 2021, 2022. Đó là cái chuyện là những cái viewport, những cái view làm ngoài cái drawing frames thì nó sẽ khi đã export ra thì nó sẽ không có không có cái phần đó. Thì Tekla đã cải tiến cái đó ở bản 2023. Thì ví dụ mình sẽ mở một cái bản vẽ. Trên bản vẽ này thì mình có các cái chi tiết. Ví dụ mình có ba cái detail như này. Đó, ví dụ thế. Thì đây giả sử ba detail này mình để ở ngoài. Đó, mình để ở ngoài như này. Thì bình thường khi ở bản 2020, 21, 22 thì bạn export ra file kẹt thì các bạn sẽ nhiều bạn bị thắc mắc là tại sao Tekla lại bị lỗi là export cả những cái phần đó. Thì mình vào document manager mình sẽ chọn cái file đó, chụp file để export. Thì bây giờ bản 2023 thì nó có cái lựa chọn là include view outside the drawing frame đó. Thì các bạn sẽ bỏ tích lũy này cho mình đúng không ạ, thì nó sẽ không có những cái thứ làm bên ngoài. Mình sẽ ví dụ nhé, test 1 trừ đấy. Thì đây là cái phần include outside drawing frame import. Rồi. Ok, tiện thể đây mình cũng nói thêm là ở Tekla 2023 thì mình thấy có hai cái điểm khá là hay, đó là khi export bản vẽ nó tốc độ rất là nhanh. Thực sự là rất là nhanh luôn. Và cái thứ hai vẽ thì cũng rất là nhanh. Đó, đây là bản vẽ bạn đi. Như ở bản 2020, 21, 22 mình mở lên khá là chậm. Mình thực sự là tốc độ ở bản 2023 là cải tiến rất là đáng kể luôn. Các bạn kích vào. Các bạn mở bản vẽ lên. Tốc độ siêu nhanh luôn. Đó, rất là nhanh. Đấy. Đây là một cái điểm cải tiến phải nói là rất là tốt của hãng. Ok, thì mình sẽ vào Open Model Folder thì nó sẽ nằm thư mục DWG các bạn nhé. Thư mục và plot. Hoặc thư mục DWG gì đó. Xem nào. Mình xem nó nằm ở cái thư mục là. Ok, sorry các bạn. Nó bị nhảy sang cái chỗ này. Đây, C. Tekla Structure Model 2023. Đây, thư mục DWG. Upload. Đây, mình xuất ra đây. Thì mình sẽ mở cái file CAD này trên phần mềm Precast. Thì phần mềm Precast thì hiện tại mình cũng đã mới chuyển sang phần mềm Precast từ phần mềm AutoCAD. Mình đã bỏ AutoCAD chuyển sang Precast. Precast thì nó có hay là nó nhẹ. Dung lượng cài nó chỉ khoảng 500 MB thôi. CAD này tận 2 GB làm máy của mình nó tốn dung lượng quá. À, nhiệm vụ của mình thì chỉ view file CAD thôi, cho nên mình cũng không cần cái thứ lỏng lẻo làm cái gì cả. Đây, thì đây là một cái file CAD mình đã xuất từ Tekla ra Precast, và nó cái lựa chọn không include những cái viewport outside. Ok, đồng option thứ hai mình sẽ tích vào cái lỗi này, tích hết các bạn nhé. Mình sẽ export test 2. Mình sẽ export cái file này và nó lưu ý là nó có những cái viewport ở ngoài bản vẽ của chúng ta. Đây. Ok. Mình sẽ close và mình sẽ export này. Đó. Rất nhanh, phải nói là siêu nhanh luôn. Chúng ta sẽ mở cái bản vẽ số 2. Vẽ AutoCAD cho anh. Đây, mình mở lên nhé. Ok, lên rồi. Thì ok, thì option này nó cho phép chúng ta lại lựa chọn cả những cái detail view. Đó, ok. Như vậy, mình sẽ tổng kết lại. Ở version 2023 thì the speed
to open drawing, tốc độ mở bản vẽ rất là nhanh, được improvement rất là nhiều luôn. Đấy. Very fast to open drawing and very fast to export drawing to AutoCAD. Và chúng ta có option include view outside ring frame. Đó. Đây rất là tiện cho chúng ta. Đã fix cái lỗi này ở bản 2020, 21, 22. Ok. Mình có chia sẻ nhỏ nhỏ vậy. Các bạn nào thấy hay, xem thấy hay thì hãy chia sẻ, like, subscribe, chia video cho những cái bạn khác dùng Tekla các bạn được biết đến. Ok, xin chào các bạn.